Sống ở môi trường nào thì là quen với môi trường đấy thôi. Anh ăn cỏ thì mình phải ăn cỏ chứ. Kia. Anh ăn cỏ em ăn cỏ. Đây anh đây. Đấy. Anh cỏ nhà anh giòn như bánh đa vậy. Em thì kém biết khó chịu đây cũng bố cũng phang luôn. Tết. Ăn mình đấy, mẹ mình giặt giặt ngọn cỏ hơi nhọn luôn. Bảo chó không biết ăn cỏ. Phang hết. Tết. Trong môi trường nào rồi là quen môi trường đấy thôi. Ăn đi không sắp có sắp hết cảo như là Covid sắp hết cảo như rồi đấy, chuyện ăn cỏ này đấy, hai anh em này đấy, hai anh em ăn cỏ cũng rồi sướng nhỉ, yêu đời. Thấy bộ đội đang đánh đình đó bùng bùng bùng, các chú bộ đội hôm nay thi rồi đang phá bãi để làm bãi cho tôi, hai anh em ăn cỏ cũng rồi áo nhỉ, châu chúa anh em ơi tình cảm ấy. Đi lên. Cô biết gì có ngon nhưng có thơm không mà cũng cứ ăn đi thật đấy. Chơi đấy cái nam đấy phang đi chơi rượu gạo nhỉ, chú ăn của anh em đã nhìn thấy chú ăn của rồi chưa đấy, hôm nay quay video cho anh em xem luôn thực tế luôn, không để bọn nó phép chú ăn của vậy ác, chú ăn của bỏ ăn của gì chưa. Đi theo ma bư thì kiểu gì mà chẳng nổi tiếng. cứ bám đít anh nè. Ma bư nổi tiếng là sói nổi tiếng. Sói thì nó nổi tiếng từ trước rồi. Bây giờ tiện có ma bư là hai anh em nó dìu nhau lên đi. Đưa nhau lên một tầm cao mới.